Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta có một thử thách, đấy là Mickey Challenge. Let's go. Xin chúng ta ăn được trong 10 phút nha. Bây giờ em sẽ bấm giờ. Thật sự là cay quá. Em ăn không nổi. Nên là bây giờ em sẽ kết thúc cái video này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem cái video này. Thật sự là nó rất là cay luôn. Và bây giờ em phải ngậm kẹo ngọt, cực ngọt để nó dịu lại. Thì mọi người nếu thích cái video này thì hãy like, share, subscribe kênh của em. Em sẽ post thêm nhiều video nữa và link Facebook với cả Instagram em để dưới phần mô tả. Bye.